Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án, những quả kèo Aarop cũng như cờ lam chất lượng Túc gửi tới anh em. Ở cái video này thì Túc hướng dẫn anh em cái dự án đến từ BPay. Anh em sẽ nhận 800.000 cái đồng có ký hiệu là BIB này, tương ứng 16 đô, và top 250 red sẽ ăn chia tổng giải thưởng lên tới 20.000 đô. Đấy, thì tổng bull airdrop này lên tới là 100.000 đô cơ. Thế thì để tham gia kèo BPay này, anh em cần kích vào đường link dưới phần mô tả hoặc trong kênh nhóm Telegram group của mình có để ở đó. Sau đó thì em kích vào, em kích vào start, sau đó anh em sẽ nhập captcha, được chưa? Nhập cái giải captcha, ví dụ như đại loại như nó bảo là 62 cộng 73 bao nhiêu thì anh em kích đập số ra, điền ra cho nó và nó hiện ra các bước cho em làm. Anh em làm bước trên cũng được mà làm bước dưới cũng được nhá. Đấy thì mình sẽ làm bước dưới này. Bắt anh em join group này, kích vào để join thôi. Rồi kích tham gia này. Ok. Ôi giới hạn này mình phải xóa đi ngay. Những cái giới hạn như vậy nhóm về những cái nhóm không cần thiết thì anh em xóa nha. Cái này là mình đang là quá tải này, full quá tải này nên mình phải xóa đi anh em, mình tạm dừng video. Khi tham gia group cũng như trên deal của nó xong thì anh em tích vào anh em follow trên Twitter, like retweet bot lại cái bài viết của nó được chưa? Rồi nó chuyển hướng em kích vào follow Twitter đây thì nó chuyển hướng em giao diện này. Anh kích vào theo dõi này. Rồi kéo xuống này. Đây. Đi bay đây. Nó mới ra 16 giờ rồi. Anh em sẽ thả nó qua tim này. Nung kích mũi tiền đảo chiều này. Rồi anh em sẽ ấn trích dẫn lại này, gắn thêm bạn bè cho nó uy tín được chưa? Rồi anh em sẽ gắn thêm bạn bè vào cho mình. Rồi khi gắn thêm bạn bè không thì anh em tweet lại cho mình này. Rồi sau đó thì anh em tiếp tục là quay sang bot này, anh em xem yêu cầu cái gì này. Rồi sau đó thì nó yêu cầu anh em đăng ký kênh YouTube của nó này, em kích vào đăng ký thôi. Đấy mình vì lý do bản quyền nên mình không thể kích vào đây được, để cho anh em thông cảm. Em kích vào thôi, kích vào để chuyển hướng giao diện YouTube thôi. Rồi khi đăng ký kênh YouTube xong thì em kích vào follow trên Meru. Meru thì lưu ý với anh em sẽ bật VPN lên nha, địa chỉ fake ID 111 đấy, mình đã có hướng dẫn anh em ở đấy. Rồi em kích vào Meru. Nếu mà anh em không bật lên không mà vào đâu, anh em mở lên. Rồi nó chuyển hướng em giao diện của thằng Meru này. Meru vào hơi lâu đấy anh em, cố chờ. Nó vẫn đang download đây này. Rồi khi đến giao diện Meru mới thì em kích vào follow cho mình này, nó hiện cái tờ follow đấy. Rồi sau đó thì anh em lại quay sang bot này. Rồi anh em sẽ subscribe kênh YouTube của nó tiếp theo này, để chợ like bài viết đầu tiên, like cái video đầu tiên của nó này, để chợ. Rồi khi xong thì anh tiếp tục là làm bước tiếp theo, follow trên Twitter, like rồi tweet lại cái bài viết tiếp theo của nó, được chưa? Rồi nó chuyển hướng này, cái này là kênh gọi là kênh liên kết của nó đấy. Rồi anh kích vào mũi tên đầu chiều này, tiếp tục là anh em tweet lại cho mình. Ok, sau đó thì anh em tiếp tục là quay sang, anh em tiếp tục là join Telegram này. Rồi do rồi thôi ạ. Rồi sau đó thì anh em ấn submit cho mình, được chưa? Rồi khi xong biết xong thì anh em sẽ điền cái mail của anh em vào nhá. Rồi khi điền cái mail của anh em vào xong thì em mới gửi đi. Rồi sau đó thì nếu cầu cái profiling của anh em trên Twitter, anh em quay sang Twitter cho mình. Rồi khi đến giao diện Twitter thì em kích vào phần hồ sơ này, sau đó em sẽ kích vào mũi ba gạch chấm trên cùng này, ấn chia sẻ này. Sau đó thì làm sao ạ? Thì anh em sẽ là sao chép, tìm cụm từ sao chép khai nhân tạm, anh em không thấy thì anh em phải vút sang bên trái, được chưa? Rồi sau đó thì nó hiện lên như vậy thì anh em tiếp tục là quay sang gửi cho nó này, dán này, vừa gửi đi này, tay anh em phải giữ vào nha, dán. Rồi tiếp sau đó thì kênh YouTube gửi cái profile link của kênh YouTube cho nó này, kênh YouTube mà anh em đã đăng ký kênh của nó ấy, được chưa? Rồi khi đến kênh YouTube thì em lại kích vào phần thư viện, sau đó kích vào phần kênh YouTube của anh em, kích vào phần góc phải trên hình cái ba gạch ấy, ấn chia sẻ này, sau đó nó hiện lên kênh như vậy thì anh kích vào phần sao chép liên kết này. Ok, quay sang gửi cho nó tiếp tục này, gửi đi này. Ok, sau đó thì profile link Meru thì em quay sang Meru cho mình. Rồi khi đến giao diện Meru đến kích phần đại diện của anh em này. Rồi anh em kích vào phần profile này. Rồi chờ một lúc ấy, mới room vào lâu lắm.
Rồi sau đó thì em kích vào phần ba gạch này cho mình này. Rồi nó hiện cái tự cụm từ copy profiling này, em kích vào copy này. Ok, copy xong thì anh em tiếp tục quay sang em dán gửi cho nó này. Gửi đi này. Rồi sau đó thì tiếp sau đó thì anh em sẽ là gửi cái status trên status của nó hay status trên Twitter ấy. Được, xem nào, status gì nào. Ở đây, bị bay đây. Dạ, anh em sẽ thả nó có tim này, cũng như là anh em sẽ kích ở mũi tên đảo chiều này, anh em trích dẫn lại và gắn thêm bạn bè cho mình. Bốn tạm đâu. Sau đó là anh em tweet lại cho mình này. Tweet lại thì em kích vào phần tweet lại cho mình này. Nó chuyển hướng em vào giao diện cái vừa anh em vừa tweet lại ấy. Sau đó anh em sẽ copy profiling của cái thằng Sartut anh em vừa đăng ấy. Đấy, vừa gắn thứ ba bạn bè rồi anh em dán gạch vào đây cho mình. Dạ. Gửi đi này. Ok, sau đó retweet link, anh em sẽ quay sang lấy retweet link cái tiếp tục cái bài viết tiếp theo. Đây anh em sẽ vào hồ sơ của anh em lấy cái retweet link này, anh em. Anh em sẽ kích vào phần cái lối này cho mình, sau đó thì anh em sao chép liên kết này. Rồi tiếp sau đó thì anh em sẽ quay sang gửi cho nó này. Anh em chưa tweet lại thì tweet lại nhá. Gửi đi này, làm nó khá 5 bước. Rồi anh em giết cho mình này. Rồi sau đó địa chỉ BEP20 anh quay sang ví trước của MetaMask em lấy địa chỉ BEP20 BUC gửi cho nó này. Rồi em kích vào Smart Chain này. Kích vào nhận này. Sau đó anh em sao chép địa chỉ ví này. Ok dạ. Rồi sau đó thì anh em sẽ dán thôi. Dán này, anh em kích phần gửi đi cho mình này. Rồi nó hỏi anh em join tất cả các kênh này chưa, anh em chưa join có thể join, mà join rồi thì thôi ạ. Dạ. Rồi. Rồi hết rồi. Rồi, join rồi. Tiếp theo đó group 3. Rồi rồi rồi. Ok. Sau đó thì anh em bấm tiếp theo bước tiếp theo. Rồi, sau đó anh em bấm bay đình trước số dư này. Ok, vậy là anh em nhận được 800.000 cái đồng BIB này đến từ dán V-Bank, và đây là link để anh em giới thiệu bè để kiếm thêm cái token này cũng như là lọt trong top red được chưa. Ok, kết thúc video mình gửi tới em dự án V-Bank. Anh em sẽ nhận token BIB mình gửi tới anh em, khi nào nó phân phối ở nhà đó mình sẽ ra video cụ thể thông báo cho em sau nhé. Bây giờ chào tất cả.